Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn Konami Sansui 6060. Con này bị cái hiện tượng là chạy lúc một lúc con nóng bắt đầu nó cứ lúc có tiếng, lúc không có tiếng, xong lúc nhạt đấy các bạn nha. Đấy các bạn nghe chưa? Đấy. 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 Thì mình kiểm tra mình thấy là cái điện áp ở cấp cho cái phần tông nó trong phần tín hiệu ấy, phần đây mình kiểm tra thấy thay đổi này. Cái điện áp này của nó rơi tầm khoảng 30V cơ. Mình nhớ con này 30V đấy, nó sụt xuống cái lúc mà thấp quá là bắt đầu nó mất tiếng các bạn nhé. Giờ mình sẽ đặt lên để sao. Đây các bạn nghe không? Đấy cứ tiếng lúc to lúc nhỏ ấy. Đấy. 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 Thì mình sẽ đo điện áp các bạn xem. Đây mình kiểm tra sơ bộ thấy cái điện áp đây. Đây. Điện áp nó rất cao đấy các bạn nhìn, điện áp cái cấp cho cái phần tín hiệu à. Đấy. Phần polo, phần tông. Các bạn nhìn này. Nó tụt xuống còn có 9V này đấy, nó lại thay đổi ra. Nó tụt xuống thấp quá là mất tiếng à. Đấy lại lên này. Đấy. Đúng với này của nó phải rơi tầm 30V các bạn nhé. Đấy. Đấy, cứ lúc lên lúc xuống các bạn nhìn nhá. Đấy lại xuống à. Đấy. Đấy lại lên lại xuống à. Xuống thấp quá bắt đầu mất tiếng à. Chạy lâu là bắt đầu là tiếng nhạt 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 các bạn nhé. Đây. Đấy. Giờ mình sẽ tắt máy và mình kiểm tra. Mình sẽ đo con đèn này xem. Mình đo cái con đèn mà ổn áp to xem nào. Con đèn này thấy vẫn bình thường này. Mình thấy là cái điện áp ở chân B nó cứ bị thay đổi này. Đúng phải mình đã nghi cái con đèn đèn mà đèn mút tiếng này nên mình sẽ bây giờ mình sẽ tháo này mình kiểm tra. Đây mình hững chân ra. Điện áp này sẽ ổn định ngay. Đây, mình sẽ hững chân cái con đèn mút ra xem là nó mình đo điện áp xem cho các bạn xem. Đây mình đo điện áp ở trên chân da đầu da nhá. Bạn đây này, chính là đo cấp này này đây. Nó phải rơi tầm gần 30V các bạn nhá. Đấy, làm ra đúng à. Đấy, cấp cả cái phô cứ đây. Còn đèn mút thì mình đang nghi đây mình chích ra thì nó bị đấy. Đây bây giờ mình chích vào cái đây ở chân B này mình con đèn mút vào cái này, đấy tụt ngay. Đấy, mất tiếng các bạn thấy chưa? Đấy mình dí vào cái này. Đấy lúc có lên nó lại có tiếng này. Bạn nhìn nhờ đấy. Đấy thế. Cứ dập gì nhờ cái đấy. Bây giờ mình nhả cái con đèn mút ra cái là lại có ngay. Đấy. Đấy nó lại lên bình thường à. Đây mình dính vào lại mất này. Đấy. Đấy bạn nghe chưa.
đấy, mình dính vào cái chân đèn mút này. Đây, nhả ra bình thường này, nhả lên bình thường này. Rồi về tầm hai mấy gôn nữa. Đây mình dí vào cái chân đèn mút này. Đấy, đấy mất hẳn chưa? Nha. Mình cứ đang ghi con đèn này hoặc cái mạch mút này nó bị à. Đấy, đấy cứ lúc lên lúc xuống à. Đấy, lại xuống này là mất này, xuống thấp quá nó bắt đầu mất này. Đấy, mình đang ghi con đèn này. Khi nó mút ấy thì nó làm mất cái điện áp của cấp cho cái phần dè này, phần tín hiệu này. Công suất thì nó riêng các bạn nhé. Trường hợp nó mút tiếng nhé. Mỗi máy nó một khác nên là cái này mình đời này nó cái kiểu như này. Nhiều đời nó mút theo kiểu tín hiệu và mút theo kiểu điện áp cấp này các bạn nhé. Xui. Mình tháo hẳn con đèn ra mình thử đo xem nha. Mình thử này, đây mình lấy cái đèn ra mình thử đó này. Mình thử thay con đèn này không được thì là mình sẽ phải kiểm tra mạch mút các bạn nhé. Mình thấy con đèn này vẫn khá ổn này. Mình thử thay cái khác. Thử ngay này xem điện áp có lên đủ không, nếu không mình sẽ phải kiểm tra mạch mút các bạn nhé. Cái đèn này lúc nó dò nó rất khó đo, cái này lúc nóng nó bị cơ chứ nó không bình thường, nó không bị chạy nóng bắt đầu mới bị. Mình đã theo dõi mình phát hiện thấy là cái điện áp này nó bị tụt xuống nào dẫn đến là mất tiếng các bạn nhé. Mình thay thử cái đèn mà không được thì tiếp tục phải kiểm tra mạch mút các bạn ạ. Đây các bạn thấy chưa? Đấy, thay cái đèn cái nha. Đấy, điện áp đủ ngay. Các bạn thấy chưa? Mặc dù đo cái này không phát hiện ra cái gì cả. Đây nhá. Đây mình thay cái đèn cái nhá. Đây nhá, các bạn nhìn này. Đây mình đấu tạm lên trên này. Con này con đèn C các bạn nhé. Đây mình đo các bạn xem. Mặc dù đo không phát hiện cái gì cả. Vì nếu như chân B mình thấy điện áp mút ấy, không có một tí gì cả. Mà tự nó như thế thì chứng tỏ con đèn này dò. Mà nó dò cái dạng là không mới bật là không bị các bạn nhé. Đây. Mình đo rất bình thường này. Nó vẫn bình thường này. Đây vẫn lên bình thường này. C dạng thế này.
cái này mà không kinh nghiệm là dính xưởng ngay này, là cứ đi tìm như này à. Đấy các bạn thấy chưa, mình làm mình gặp rất nhiều trường hợp mà đèn đo không phát hiện này. Mình phải thử lấy cái đồng hồ kia đo, là cái đồng hồ này đo nó được chậm khi. Mà đo dò chứ chắc ra nhà cái này không chính xác, là đo dò tốt hơn nên mình sẽ đo cái đồng hồ này. Đồng hồ thì rẻ tiền nhưng mình thích cái là dò kim nó lên nhanh, và mạch rất là thích. Nhưng mà đồng hồ kia thì nó chỉ trở kháng nó cao, đo thì tốt hơn. Đây mình sẽ đo thử xem nó có dò không. Cũng không phát hiện ra dò. Cũng không phát hiện được, thế mà lại thay đổi được các bạn nhá. Đây mình lại tiếp tục mình tháo ra, mình lại lắp con này cho các bạn xem. Đây nhá, mình nhờ đây đo điện áp ra này. Các bạn nhìn nhá, đây nhá. Đây mình đo ở cái chỗ đây này. 32V, đúng không? Đây bây giờ mình tắt đi, mình thay cái đèn cũ vào nhá. Mình sẽ thay đèn cũ vào xem điện áp như nào. Có chắc chắn tại đèn mình nghĩ đúng thì chân B không có tí điện áp mút nào cả. Mà tại sao lại cứ giật rình nhé, chứng tỏ con đèn này dò. Mình gặp rất nhiều trường hợp này. Em nhé, mình lắp con đèn vừa rồi nhé, đo thì không thấy gì cả. Này nếu không kinh nghiệm thì cứ đi tìm thôi, là hết hơi ấy. Đây mình sẽ lắp con đèn cũ này, xong mình đo lại cho các bạn xem. Thì lúc mới bật thì bao giờ điện áp nó còn khá cao, nhưng mà nó không được 30V như 32V như lúc như gì nữa. Đây nhìn này, đấy điện áp nó cứ thay đổi lên xuống, cái con đèn mình vừa lắp đèn cũ lại đấy, nó cứ lên xong lại xuống đấy, đấy và nhìn chưa, đấy nó lên một tí nó lại xuống, nó hỏng kiểu rất oi oăm đấy các bạn nhìn chưa, đấy lại xuống này đấy, tụt này mất tiếng đấy các bạn nhìn chưa, thấy chưa, thế mà đo thì không phát hiện ra được nhé các bạn nhé. Đấy lại lên này đấy, tức là mình chạy một lúc nó sẽ bị đấy, đấy nhìn chưa, đấy cứ lên xong lại xuống này, xong lại xuống quá thì mất. Bệnh rất là oái oăm, các bạn nhìn nhá. Cái này mà không cẩn thận là sẽ tĩnh trưởng à. Em mình sẽ thay cái đèn kia này. Cái này mà cứ tin vào đèn là không ấy đâu, các bạn nhá. Đấy, mình sẽ thay cái này là ok, cái này nó phải rơi tầm 30V nha. Mình đã biết là con đèn này vì mình bỏ cái chân C của nó ra thì là điện áp nó bình thường. Nó với con dạng con đèn mút làm mất mút kiểu điện áp. Thế mình sẽ bật nắp con đèn mới, mình lắp cho bạn xem này. Đấy, mút đấy, khi mút nó bắt đầu lên bình thường này. Đấy. Mình mút nó hoạt động. Còn lúc bật lên là điện áp gần như nhỏ nhất các bạn nhé. Đấy, lên 30V là ok. Đấy, tầm khoảng 30V. Khoảng 30V đấy. Mà đây đo điện áp rất là đây, mình nhà đo đây. Nó sụt qua một điện trở nữa. Khoảng 32V. Nó còn qua một cái tụ nữa, nó cấp vào cho phần này. À một cái sở đó. Khoảng 32V một tí. Đây mình tắt đi cho các bạn xem là mút nó hoạt động nào này. Đây anh em mình sẽ dí vào đây cho các bạn xem. Đây mút bật lên thì ba kể cả có len. Đấy nhã nó dâng lần này. Đấy. Đấy là ông dí cái mạch mút mút điện áp. Đấy. Mút theo kiểu này. Đấy lên đủ điện áp đấy. Khoảng 32V cấp cho phần tông. Đấy, nó còn qua một cái trở 220 ohm nữa. Đấy 32 ohm. Còn ở đây ra chắc khoảng 34V này. 34V, 33, 34V thì nó xuống qua cái này cấp cho phần tông. Đấy nhá, video mình đến đây hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, comment, chia sẻ với mọi người để mình có nhiều động lực làm nhiều video hay chia sẻ với các bạn hơn. Xin chào các bạn.